chị, em là Điền đây. Và cô chú chị thấy không, sau lưng em là mặt tiền đường quốc lộ 55. Hiện tại em đang ở đây là ở xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu anh chị. Đây, nay em sẽ giới thiệu cô chú chị một lô đất ở xã Bình Châu mà giá chỉ có 1 tỷ 050 triệu thôi anh chị. Đây, hiện tại em đang ở đây là quốc lộ 55 nha chị. Hướng trước mặt cô chú chị đây là quốc lộ 55. Đi đường trước mặt cô chú chị đây là đường đi ra biển Bình Châu anh chị. Từ đây mà ra biển bãi tắm Bình Châu mà cũng như đi Novaland, Nova World Bình Châu thì là khoảng là 3 đến 4 cây số anh chị. Tới đây mình sẽ gặp vòng xoay ha, bên chợ, vòng xoay chợ Bình Châu ha. Mình rẽ trái xuống là mình coi như mình đi xuống biển Bình Châu anh chị. Và hướng sau lưng cô chú chị đây là hướng này mà từ cái chỗ em đứng đây mà đi tới đi suối nước nóng Bình Châu thì khoảng là 2 cây số thôi, đi hướng này nha anh chị. Và hướng này cũng như là đi mình đi Bình Thuận luôn anh chị. Quốc lộ 5 này mình đi Bình Thuận luôn ha. Cái Bình Châu này thì anh chị biết rồi, chỗ này là thiên về du lịch anh chị, du lịch biển Bình Châu anh chị. Và cái lô đất mà em muốn giới thiệu á là sẽ nằm cái mặt tiền đường này, thì khoảng từ mà vị trí cái chỗ em đứng này mà đi vô đường này khoảng đâu đó gần 100m thôi. Bây giờ anh sẽ đi vô cho cô chú chị mình xem cái lô đất mình ha. Đây anh chị ơi, cái lô đất mình này hiện tại là đang mặt tiền đường bê tông rộng khoảng là 4m anh chị, đường ô tô đi thoải mái anh chị. Và đường này là thông nha anh chị ơi. Đây, cái lô đất em muốn giới thiệu là ngang là 5m. Đây, từ bên cái này, bên cái tường gạch nhà xanh này qua bên này là 5m và có chiều sâu là 30m anh chị. Có sẵn 40 thổ cư anh chị. Khu dân cư thì ở đây đông đúc rồi. Đường này thông nha chị. Đường này thông ra có một cái con đường song song với quốc lộ 55. Mình thông ra đi bên này cũng thông ra quốc lộ 55. Và bên này cũng vậy. Có 1 tỷ 050 triệu đồng. Đất của mình thì hiện tại hơi thấp so với đường 1 tỷ. Mà chủ cũng có nói là sẽ bớt tiền giấy tờ. Bớt tiền giấy tờ và bớt tiền cho anh chị mình săn lấp. Và cái hướng trước mặt anh chị đây là cái hướng mà đi ra quốc lộ 5 hồi nãy em quay đó anh chị. Từ đây ra đó khoảng chưa tới 100m đâu, ra tới đầu đường quốc lộ 55 rồi. Cái chỗ đất của mình thì hiện tại là đã có nước máy rồi anh chị, điện đài tới nơi rồi. Đó, nước máy anh chị thấy không? Điện đài thì có hết rồi. Nói chung là khu dân cư đông mà, nhà sang xít hết anh chị không? Dân cư đông đúc. Ở đây thì dường như là gần trung tâm xã Bình Châu anh chị ha. Gần trung tâm xã Bình Châu, từ đây mà ra trung tâm xã Bình Châu thì khoảng đâu đó 1-2 cây thôi, 2 cây số. Cũng như chợ đò, trường học vân vân. Như anh chị đã biết thì bây giờ lô này thì bán 1 tỷ 050 là được gọi là ban đầu á, là anh chị chủ này anh bán là 1 tỷ 7, nhưng mà bây giờ kẹt quá rồi, bây giờ bớt hẳn 700 triệu luôn ha, còn 1050 và anh chị đó còn trừ lại số tiền để chi trả môi giới và bớt tiền cho anh chị nữa, nên là 1 tỷ 050 anh chị. Như anh chị biết rồi, Bình Châu mà bây giờ mà còn cái lô mà thổ cư quy hoạch đất là đất ở đô thị, tương lai là đô thị đó anh chị, lên thị trấn Bình Châu đó, mà bây giờ giá chỉ có hơn 200 triệu một mét một xíu thôi, khoảng 200 triệu một mét. So với tất cả các xã lân cận thì quá rẻ. Như ở huyện Xuyên Mộc mình á, thì đất mắc nhất á, là đất ở biển Hồ Tràm, và đứng thứ hai là đất xã Bình Châu, và đứng thứ ba là xã Bưng Rì.
không không kể với thị trấn nha, thị trấn thì nó cũng tầm tiền đó, à, 1 tỷ 050 mà đây là được gọi là gần xuống biển được luôn rồi, đi ra cái chỗ suối nước nóng Bình Châu khoảng 2 cây số thôi và đi xuống biển thì 3 đến 4 cây, à, quá rẻ, có 1 tỷ hơn thôi. Rồi anh chị nào mà quan tâm thì liên hệ em Điền sẽ dẫn đi xem thực tế cái lô này. Rồi, em xin chào và hẹn gặp lại.